Sáng nay, Công an thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 trường hợp vi phạm giãn cách xã hội với tổng số tiền 150 triệu đồng. Khoảng 12 giờ 55 phút ngày 28 tháng 8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an thị trấn Cầu Kè kết hợp với Tổ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị trấn phát hiện tại nhà của ông Trần Văn Nờ ở khóm 2 thị trấn Cầu Kè có 10 người ở thị trấn Cầu Kè và xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè tụ tập tổ chức ăn nhậu. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản. Qua quá trình làm việc với các đối tượng, thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ các quy định hiện hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cầu Kè ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 15 triệu đồng.